Các bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 1544, chỉ là một đám tôm tép mà thôi. Thật hy vọng bọn họ đừng làm theo sáo lộ, trực tiếp phái chúa tể gì đó đến đây. Dương Phong nhìn hư không nơi ánh sáng đỏ biến mất, lẩm bẩm. Như vậy, chỉ cần hắn giết chết chúa tể đó, là có thể giải quyết mọi chuyện. Như vậy, cho dù là ai, cũng không dám gây rối ở hạ giới nữa nhưng ý nghĩ này của dương phong sắp thất bại thánh giới phái xuống thật sự chỉ là một đám tôn tép dù sao thiên phạt là do thiên đạo khống chế chúa tể cũng không có năng lực loại bỏ nó chỉ có thể phái một đám tôn tép xuống trước thăm dò tình hình hiện tại người lo lắng nhất ở phàm huyền hoang giới chính là thiên đạo huyền phương của phàm huyền hoang giới khi ánh sáng đỏ kia biến mất thông đạo với thánh giới được mở ra nàng cảm nhận được một chút ràng buộc Nàng cũng không biết rằng mục này đến từ đâu, có lẽ là thánh giới này, có lẽ là thiên đạo của thánh giới. Sau khi thông đạo được mở ra, thông đạo lại sáng lên một luồng ánh sáng trắng. Năm người bước ra từ ánh sáng trắng, Huyền Phương nhìn thấy năm người này, thở phào nhẹ nhõm. May quá, may quá, chỉ có năm thiên nhân cảnh. Đây là lần đầu tiên Huyền Phương phải đích thân đối mặt với người từ thánh giới xuống. Không thể tránh khỏi có chút căng thẳng, nếu như cảnh giới của những người này tương đối thấp nàng có thể khống chế thì còn dễ nói nếu như người xuống có cảnh giới và thực lực cao hơn nàng vậy thì nàng sẽ rơi vào thế bị động năm người đi xuống cũng nhìn thấy huyền phương liền đi về phía nàng không biết các vị từ thánh giới xuống đây là vì sao huyền phương không khách sáo trực tiếp hỏi mục đích của bọn họ ngươi là thiên đạo của phàm huyền hoang giới một người trong số năm người bước ra hỏi huyền phương huyền phương gật đầu đáp đúng vậy người này thấy huyền phương thừa nhận mình là thiên đạo của phàm huyền hoang giới bèn tiếp tục hỏi vậy thì ngươi có biết vệ thần giả trong lời tiên tri là ai không huyền phương lắc đầu bản thiên đạo không biết ngươi đang nói gì nhìn năm người có chút không kiên nhẫn nói nếu không còn chuyện gì khác xin mời trở về thánh giới phàm huyền hoang giới của ta không chào đón người của thánh giới giọng điệu của huyền phương không tốt lắm còn bày ra vẻ mặt khó chịu thái độ có thể nói là vô cùng tệ năm người này nghe thấy lời này của huyền phương lại thấy nàng bày ra vẻ mặt khó chịu lập tức có người không chịu nổi ngươi thật to gan ngươi chỉ là một thiên đạo hoang giới nho nhỏ vậy mà dám nói chuyện với tuần sứ của chúng ta như vậy bọn họ là tuần sứ do thánh tôn phái xuống chỉ là một thiên đạo hoang giới mà thôi vậy mà dám tỏ thái độ như vậy thật sự là to gan lớn mật tìm chết huyền phương không biết tuần sứ là gì nàng nghe thành tìm chết cho dù nàng biết đó là gì nàng cũng sẽ không quan tâm nếu các ngươi đã muốn tự tìm đường chết tại sao lại đến phàm huyền hoang giới của ta tìm đại một chỗ nào đó tự sát không phải tốt hơn sao huyền phương khó hiểu nói nàng thật sự không thể hiểu nổi những người này đã muốn chết rồi tại sao còn phải đến phàm huyền hoang giới chẳng lẽ bọn họ muốn cống hiến cho phàm huyền hoang giới nhưng mà với số linh lực ít ỏi trên người bọn họ bây giờ thì chẳng có tác dụng gì đối với toàn bộ phàm huyền hoang giới cả hơn nữa huyền phương căn bản không tin những người này có lòng tốt như vậy năm người này cuối cùng cũng hiểu ra thiên đạo này chắc chắn là mới thức tỉnh không lâu hơn nữa chưa từng tiếp xúc với thánh giới căn bản không biết tuần sứ là gì xem ra thiên đạo ngươi mới thức tỉnh không lâu căn bản không biết tuần sứ là gì tên tuần sứ vừa nói chuyện quan sát huyền phương một lượt cuối cùng sắc mặt hắn dần trở nên lạnh lùng bắt đầu uy hiếp nếu thiên đạo ngươi muốn tiếp tục sống sót thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời chúng ta nếu không thiên đạo ngươi cũng không cần tồn tại nữa huyền phương nghe thấy câu này cười lạnh hừ chỉ bằng các ngươi sao trên người nàng tỏa ra khí tức nguy hiểm khí tức này khiến năm người như rơi vào hầm băng chúng ta là người của vô quân thánh tôn chúng ta phụng mệnh chúa tể đến phàm huyền hoang giới tìm kiếm vệ thần giả trong lời tiên tri ngươi dám bất kính với chúng ta lại còn muốn động thủ với chúng ta ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này lên thánh tôn bẩm báo lên chúa tể vẫn còn kẻ không sợ chết tiếp tục uy hiếp trong suy nghĩ của bọn chúng chỉ cần mình báo ra thân phận thánh tôn và chúa tể thiên đạo của huyền hoang giới này ắt phải ngoan ngoãn chịu thua chẳng có thiên đạo nào dám mạo hiểm đắc tội thánh tôn và chúa tể hừ lại dám uy hiếp bổn thiên đạo là ai cho các ngươi lá gan này khí tức của huyền phương càng lúc càng lạnh lẽo nàng đã nảy sinh ý định giết chết năm tên kia vốn dĩ huyền phương lúc đầu cũng chỉ muốn uy hiếp một chút nào ngờ đám người này lại tiếp tục uy hiếp nàng dù gì ta cũng là thiên đạo nếu bị năm tên võ giả thiên nhân cảnh nho nhỏ uy hiếp vậy bổn thiên đạo còn mặt mũi nào mà đối mặt với chúng sinh của phàm huyền hoang giới này nữa bất kể là vì uy nghiêm của mình hay là vì sự yên ổn của phàm huyền hoang giới này năm tên này không thể lưu ngươi ngươi lại còn muốn động thủ với chúng ta là là ai cho ngươi cái gan này năm tên tuần sứ này thấy huyền phương như vậy thì biết nàng không hề nói đùa thật sự muốn ra tay xử lý bọn chúng lần này năm tên kia hoảng sợ rồi trong mắt thiên đạo hoang giới năm tên bọn chúng chẳng khác gì con kiến hôi tuy rằng bọn chúng là thần linh trong mắt chúng sinh hoang giới nhưng dù là thần linh cũng có mạnh có yếu thần linh dưới cảnh giới thánh nhân kỳ thực ở thánh giới chẳng khác gì người thường về cơ bản đều đảm nhiệm công việc của hạ nhân hoặc là người hầu cho dù không gia nhập vào thế lực lớn ở thánh giới cũng chỉ sống cuộc sống của người thường trừ phi ngươi bước vào cảnh giới thánh nhân, khi đó mới có thể hưởng thụ đại ngộ của thần linh chân chính. Những kẻ được gọi là thần linh này, cũng chỉ là võ giả có cảnh giới cao thâm một chút. Bọn chúng cũng sẽ sinh lão bệnh tử. So với thần linh chân chính bất tử bất diệt, còn kém đến 10 vạn 8 nghìn dặm. Huyền Phương, chỉ là đám tôn tép nhãi nhép thôi, giết thì cứ giết. Lúc này trong tai Huyền Phương vang lên giọng nói của Thương Dương. Thương Dương là cường giả thánh vương cảnh, phàm huyền hoang giới có hắn hỗ trợ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức hắn lo lắng huyền phương sẽ cố kỵ điều gì đó nên mới lên tiếng nói hừ bổn thiên đạo muốn xem thử giết chết các ngươi rồi người đứng sau các ngươi có thể làm gì được bổn thiên đạo huyền phương nói xong trong mắt tản mát ra một lùn sát khí không tha mạng năm tên kia thấy huyền phương căn bản không quan tâm muốn động thủ giết chết bọn chúng năm tên kia hoảng sợ tột độ sao mình lại xui xẻo như vậy lại đụng phải loại thiên đạo hoang giới không sợ chết này có một tên vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ nhưng còn chưa kịp nói hết lời đã bị huyền phương cắt ngang hừ bổn thiên đạo muốn xem xem các ngươi còn có thể phái ai xuống đây nói xong trong mắt huyền phương hiện lên một ti dị sắc ầm um, ngay sau đó năm tên kia nổ tung tại chỗ linh lực khổng lồ trong cơ thể bọn chúng bắn ra tứ phía những linh lực này cuối cùng sẽ bị huyền phương dẫn tới một số tinh cầu thiếu hụt linh khí để tu luyện đây đều là tài nguyên tu luyện linh lực trong cơ thể năm tên thiên nhân này sau khi trải qua một khoảng thời gian lắng động sẽ biến thành linh khí vô cùng tinh khiết những linh khí này có thể bổ sung kịp thời cho một số tinh cầu thiếu hụt linh khí thánh giới ngươi nói cái gì người phái xuống đều chết hết rồi vô quân thánh tôn nhìn đồng ưng không thể tin nổi nói Mẹ kiếp, đám người này vừa mới được phái xuống chưa bao lâu, vậy mà đã chết sạch rồi, chẳng lẽ phàm huyền hoang giới này là địa ngục nhân gian hay sao? Mình đã mất bao nhiêu thuộc hạ ở phàm huyền hoang giới rồi. Đồng ưng cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Gần đây bọn họ không biết có phải gặp vận đen gì không, việc gì cũng không làm xong. Người phái xuống hoang giới, chết thì chết, mất tích thì mất tích. Chẳng có việc nào hoàn thành cả. Hôi ưng bọn họ mất tích ở phàm huyền hoang giới, bây giờ năm tên mình vừa phái xuống trong thời gian ngắn ngủi đã chết sạch. Rốt cuộc trong phàm huyền hoang giới này có chuyện gì đáng sợ vậy? Vân thưa Thánh Tôn, từ vân bọn họ đã chết hết rồi. Đồng ưng bất đắc dĩ trả lời, nếu có thể, mình nhất định phải đi một chuyến. Xem thử trong phàm huyền hoang giới này rốt cuộc có đại khủng bố gì. Lại phái người xuống, lần này phái mấy tên thánh nhân cảnh và đại thánh cảnh xuống. Bổn Thánh Tôn muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật, dám giết người của ta vô quân thánh tôn nổi giận uy nghiêm của hắn liên tục bị khiêu chiến nếu mất mặt ở thánh giới thì còn đỡ nhưng ở hoang giới thì mặt mũi hắn đã bị tát bao nhiêu lần rồi lần này tuyệt đối không thể bị tát mặt nữa nếu không chắc chắn sẽ bị các thánh tôn khác cười nhạo sở dĩ hắn phái người đại thánh cảnh xuống là bởi vì nếu phái người thánh chủ cảnh xuống sẽ gặp phải thiên phạt hắn không còn mặt mũi nào mà đi mượn già thiên tráo của các thiên tôn khác nữa bây giờ chỉ có thể để cho người cảnh giới đại thánh xuống xem xét tình hình đồng ưng gật đầu tuân mệnh thế nhưng một lát sau đồng ưng ủ rũ đi vào xấu hổ bẩm báo thánh tôn người được phái xuống đều chết hết rồi nghe vậy lần này vô quân thánh tôn không hề nổi trận lôi đình mà là tức giận đến mức bật cười ha ha tốt rất tốt xem ra trong phàm huyền hoang giới này quả thật có chuyện mờ ám không thể để người khác biết lần này vô quân thánh tôn quyết tâm đối đầu với phàm huyền hoang giới hắn không định phái người xuống nữa xuống đó cũng chỉ có chết nhưng mà thuộc hạ của hắn không thể chết một cách vô ích như vậy được mối thù này hắn nhất định phải báo hắn phải đi gặp chúa tể bẩm báo tất cả mọi chuyện cho chúa tể rất nhanh vô quân thánh tôn đã đến trước mặt nguyên thánh chúa tể vô quân bái kiến chúa tể đại nhân vô quân thánh tôn quỳ trên mặt đất hành lễ với nguyên thánh chúa tể thế nào rồi điều tra ra chưa nguyên thánh chúa tể nhìn vô quân đang quỳ trước mặt mình thản nhiên nói bẩm chúa tể đại nhân vô quân khiến ngài thất vọng rồi vẫn chưa điều tra ra vô quân thánh tôn vô cùng xấu hổ hắn không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên thánh chúa tể giao phó mà còn tổn thất không ít thuộc hạ nếu chưa điều tra ra vậy ngươi đến đây là vì chuyện gì Nguyên thánh chúa tể nhíu mày, có chút bất mãn nói. Là thế này thưa chúa tể đại nhân, thuộc hạ phái người xuống, tất cả đều bị giết. Thuộc hạ nghi ngờ trong phàm huyền hoang giới có tồn tại cường giả khác, hoặc là tất cả những chuyện này đều do thiên đạo phàm huyền hoang giới gây ra. Tiếp đó, vô quân thánh tôn kể lại chuyện người hắn phái xuống bị giết. Cùng với chuyện hôi ưng bọn họ mất tích trước đó, cũng kể rõ ràng với nguyên thánh chúa tể. Nguyên thánh chúa tể nghe xong, hai mắt hiếp lại. Trước kia khi phong ấn thông đạo phàm huyền hoang giới, thiên đạo phàm huyền hoang giới vẫn chưa thức tỉnh. Thông đạo bị đóng lại nhiều năm như vậy, thiên đạo phàm huyền hoang giới đáng lẽ không nên thức tỉnh mới đúng. Nguyên thánh chúa tệ trước tiên phủ nhận chuyện này là do thiên đạo phàm huyền hoang giới làm. Dù sao, theo hắn thấy thì bây giờ phàm huyền hoang giới không nên thức tỉnh mới đúng. Trừ phi có chuyện gì đó kích thích, nếu không hắn chỉ có thể tiếp tục ngủ say. Thuộc hạ phái người thánh chủ cảnh xuống cũng đều bị giết. Nếu không phải thiên đạo ra tay, thì ở phàm huyền hoang giới không ai có thể giết được cường giả thánh chủ cảnh. Trừ phi lời này của Vô Quân Thánh Tôn đã nói rất rõ ràng. Nếu không phải thiên đạo phàm huyền hoang giới làm, vậy thì có liên quan đến vệ thần giả trong lời tiên tri. Lúc này, trong mắt Nguyên Thánh Chúa thể hiện lên một tia dị sắc. Hắn vung tay lên, một vật phẩm bay ra từ tay hắn, rơi vào trước mặt Vô Quân Thánh Tôn đây là mang thiên tử mẫu thạch ngươi lại phái người xuống xem thử mang thiên tử mẫu thạch là một loại đá do chúa tể luyện chế ra có thể che giấu thiên phạt mang thiên tử mẫu thạch được chia thành một khối mẫu thạch và bảy khối tử thạch chỉ cần cường giả thiên chủ cảnh trở lên đeo tử thạch tiến vào hoang giới có thể che giấu thiên phạt nếu người đeo tử thạch chết ở hoang giới tử thạch sẽ ghi lại tình hình lúc đó sau đó tự động trở về bên cạnh mẫu thạch như vậy có thể biết được chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Đa tạ chúa tể đại nhân. Vô quân thánh tôn nhận lấy mang thiên tử mẫu thạch, dập đầu tạ ơn, sau đó trở về chỗ ở của mình. Hừ, bổn thánh tôn muốn xem thử rốt cuộc là ai đang dở trò quỷ. Vô quân thánh tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Đồng ưng, ngươi dẫn hoàng ưng, lục ưng, thanh ưng, chanh ưng, hắc ưng, bạch ưng xuống xem thử rốt cuộc là ai đang quấy phá lần này vô quân thánh tôn quyết tâm phải điều tra rõ chân tướng sự việc có đồng ưng thánh vương cảnh dẫn đầu theo hắn thấy thì chuyện này hẳn là không có vấn đề gì vâng thánh tôn đại nhân đồng ưng lĩnh mệnh rời đi hừ một thánh vương dẫn đầu sáu thánh chủ ta muốn xem xem rốt cuộc có phải thiên đạo phàm huyền hoang giới đang dở trò hay không vô quân thánh tôn nói xong liền nhắm mắt lại hắn đang chờ đồng ưng trở về mang đến tin tức tốt cho hắn nếu có thể bắt được kẻ được gọi là vệ thần giả trong lời tiên tri kia thì càng tốt. Như vậy thì trong mắt nguyên thánh chúa tể, hắn cũng có chút địa vị. Hồ Thiên Ba Bây giờ là buổi sáng, còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ mở cửa hàng. Sau khi giết chết nhóm người hạ giới thứ hai, Huyền Phương liền đến cửa hàng, báo cáo tình hình cho Dương Phong. Dương trưởng quỷ, ngươi nói lần này bọn họ sẽ phái ai xuống, Huyền Phương có chút tò mò, hai lần trước nàng còn có thể đối phó với những kẻ được phái xuống e rằng lần sau những kẻ được phái xuống tuyệt đối là nàng không thể đối phó may mà bây giờ không gian phàm huyền hoang giới đã ổn định bọn họ muốn đối phó với nàng cũng không dễ dàng như vậy muốn dùng không gian phát tách gì đó để đối phó với nàng ư đình hồng ít nhất nàng có thể tự bảo vệ mình bất kể hắn phái ai xuống chỉ cần ngươi dẫn bọn chúng đến đây ta sẽ khiến bọn chúng có đến mà không có về dương phong khinh thường nói chỉ cần dẫn người đến không gian vô địch của hắn là được bất kể là ai có thực lực gì đều phải quỳ xuống trước mặt hắn đương nhiên muốn dương phong chủ động xuất kích ư đừng mơ vẫn là mạng nhỏ của mình quan trọng hơn tuy rằng hắn có năng lực nhất kích tất sát nhưng cũng phải đợi đối phương ra tay với hắn mới được huyền phương nghe dương phong nói vậy trong lòng cũng tự tin hơn không ít. Nàng chỉ cần dẫn người đến đây là được, những chuyện khác không cần nàng phải lo lắng. Đúng lúc này, giọng nói của Triệu Kính Chi vang lên, khụ khụ, dương trưởng quỷ, có thể để lão Triệu thử một chút không? Sau khi nghe Huyền Phương nói, Triệu Kính Chi liền cảm thấy tay mình ngứa ngáy. Ngôn xuất pháp tùy định hành thuật của hắn vẫn chưa được sử dụng, lần này nếu có thể một mình giải quyết thần linh từ thánh giới xuống, đó là chuyện vô cùng vẻ vang. Hiện tại hắn vô cùng tự tin với định hành thuật của mình, hắn đã thử nghiệm trên người Mộc Du và Thương Dương. Hai người bọn họ đều bội phục triệu kính chi không thôi. Cũng hiểu rõ hơn về thực lực của Dương trưởng quỷ. Dương Phong nhìn triệu kính chi nóng lòng muốn thử, gật đầu. Được, vào trong lĩnh vực vô địch của ta, có ta ở đây, xem đám người thánh giới kia có thể làm gì được. Nếu có ý định làm loạn, ta chỉ cần một cái tác là đập chết bọn chúng. Hắc hắc, Đa Tạ Dương trưởng quỷ, Triệu Kính Chi thấy Dương Phong đồng ý, cũng không muốn đi làm nữa, cứ thế ở ngoài cửa hàng chờ đợi. Hắn nghĩ người thánh giới chắc chắn sẽ đến nữa. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa, lần này một khi bọn chúng tiến vào phạm vi thi triển định hành thuật của mình, mình sẽ lập tức định trụ bọn chúng. Rất nhanh Huyền Phương đã trở về, nàng đang chờ đợi nhóm người thánh giới thứ ba đến. Không lâu sau khi Huyền Phương đến bên cạnh Thông đạo thánh giới, thông đạo lần thứ ba sáng lên. Lúc này, từ trong thông đạo không gian, bảy người bước ra. Huyền Phương nhìn lại, bảy người này, không một ai là nàng có thể đối phó. Nhưng lúc này nàng không hề sợ hãi, nàng chỉ cần dẫn bọn chúng đến chỗ dương trưởng quỷ là được. Các ngươi là ai? Sao lại xuống đây nữa? Huyền Phương lạnh lùng hỏi. Đồng ưng nhìn thấy Huyền Phương, trong mắt hiện lên sát khí, quả nhiên là thiên đạo phàm huyền hoang giới. Nếu thiên đạo phàm huyền hoang giới đã thức tỉnh, vậy thì hai lần trước chắc chắn là do thiên đạo này gây ra. Sau khi nghĩ vậy, đồng ưng nhìn huyền phương với ánh mắt tràn đầy sát ý, nói, người của chúng ta có phải ngươi giết không? Đồng ưng lạnh lùng nói, trên người tản ra sát khí ngập trời. Ngươi nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Huyền phương không hề sợ hãi, nàng nhún vai, tỏ vẻ không hiểu đối phương đang nói gì. Mấy người từ thánh giới xuống lần trước có phải ngươi ra tay không?" Bạch Ưng nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nhìn Huyền Phương. "Thiên đạo phàm huyền hoang giới này bị làm sao vậy?" Sao trông có vẻ không được thông minh lắm, chẳng lẽ hắn vừa mới thức tỉnh không lâu? Trí thông minh còn chưa phát triển, đúng vậy, chính là bổn thiên đạo." Huyền Phương không hề che giấu, trực tiếp thừa nhận. Đồng Ưng thấy Huyền Phương thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, ban đầu có chút kinh ngạc bọn họ cũng không ngờ huyền phương lại thoải mái thừa nhận hành vi của mình như vậy bọn họ đã làm tốt chuẩn bị chất vấn câu trả lời của huyền phương khiến bọn họ có chút bất ngờ ngươi lại dám giết người của chúng ta xem ra thiên đạo này của ngươi không muốn sống nữa bạch ưng nổi giận quát nếu ngươi không phủ nhận thì tốt nếu như hôm nay ngươi không cho một lời giải thích thiên đạo phàm huyền hoang giới này của ngươi nên tiêu tán rồi huyền phương vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói Hừ, chỉ bằng các ngươi còn không động được ta. Hiện tại Huyền Phương đích xác không phải đối thủ của bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ muốn đánh tới Huyền Phương, vậy cũng không đơn giản như vậy. Hiện tại ở trong không gian phàm huyền hoang giới, Huyền Phương không có bất kỳ hạn chế nào. Muốn đến bất kỳ nơi nào trong phàm huyền hoang giới, chỉ cần một ý niệm là được. Nhưng bọn họ thì không được. Cho dù bọn họ muốn phong tỏa không gian, cũng đã không làm được muốn làm bị thương hoặc là giết chết huyền phương điều kiện tiên quyết là bọn họ phải bắt được nàng nhưng mà còn có một khả năng khác đó chính là tiêu diệt toàn bộ sinh linh phàm huyền hoang giới cứ như vậy huyền phương sẽ tự động rơi vào giấc ngủ say nhưng khả năng này vô cùng nhỏ thật sao bạch ưng nghe được huyền phương nói lời vô cùng khinh thường trong lòng vô cùng khó chịu hắn vươn tay chụp tới huyền phương bất quá rất nhanh hắn liền ngây người làm sao có thể chính mình thế mà không thể chi phối lực lượng không gian đây là có chuyện gì huyền phương nhìn bộ dạng này của bạch ưng liền biết chuyện gì xảy ra hừ ở trong phàm huyền hoang giới của ta không gian pháp tắc của các ngươi không có tác dụng huyền phương bây giờ là không sợ hãi dù sao các ngươi cũng không đánh được ta ta còn sợ các ngươi cái gì tại sao lại như vậy đồng ưng thử một chút không gian pháp tắc căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ như thế, bọn họ hiện tại ngay cả thuấn di hoặc là xé rách không gian, cũng không làm được. Phàm là có liên quan đến không gian, bọn họ đều không thể thi triển. Nếu như không thể vận dụng không gian pháp tắc giam cầm thiên đạo, bọn họ rất khó bắt được nàng. Huống hồ bây giờ ngay cả xé rách không gian cơ bản nhất cũng không thể làm được, như vậy bọn họ càng không cần nghĩ, bắt lấy thiên đạo của phàm huyền hoang giới lúc cuộc phàm huyền hoang giới này đã xảy ra chuyện gì vì sao không gian này lại trở nên kiên cố như vậy lại khiến cho thánh vương như hắn cũng không thể làm gì bọn người đồng ưng vô cùng hiếu kỳ nhìn huyền phương xem ra phàm huyền hoang giới này cũng không đơn giản như bọn họ nghĩ muốn biết vậy thì xem các ngươi có gan tới hay không huyền phương xé mở một đạo vết nứt không gian bước vào nàng ở trong vết nứt không gian đợi một chút phát hiện bọn đồng ưng căn bản không có đi theo liền dùng ngữ khí phi thường khinh bỉ nói xem ra cái gọi là người thánh giới tới chẳng lẽ lá gan chỉ nhỏ như vậy nói xong duỗi tay phải ra uống ngón trỏ và ngón cái từ từ tới gần cuối cùng khi còn kém nửa cm ngón cái và ngón trỏ dừng lại đồng ưng bọn họ có thể hiểu thủ thế này là có ý gì không phải là nói bọn họ nhát gan sao hừ bọn họ là ai lãnh huyết thập tam ưng dưới trướng vô quân thánh tôn chẳng lẽ lại sợ một thiên đạo hoang giới nho nhỏ nói đùa cái gì vậy hừ đi ta muốn xem xem trong này có thứ gì đáng sợ đồng ưng nói xong liền dẫn đầu đi về phía vết nứt không gian sáu ưng khác đi theo sau lưng đồng ưng đi về phía vết nứt không gian chúng ta muốn xem xem phía sau vết nứt không gian này rốt cuộc là tồn tại gì ở chỗ sâu nhất phàm huyền hoang giới một đôi mắt đột nhiên sáng lên cái tồn tại không biết là dạng gì kia, phát ra một tia thanh âm không kiên nhẫn. Người đáng ghét sao lại nhiều như vậy, dám quấy rầy giấc ngủ của bổn tọa. May mắn các ngươi đi nhanh, nếu không bổn tọa sẽ ăn thịt các ngươi. Nói xong, ngáp một cái. Ha, cái tồn tại không biết là dạng gì này, tiếp tục ngủ. Lối ra vết nứt không gian của Huyền Phương, ngay bên ngoài lĩnh vực vô địch của Dương Phong. Ở trong lĩnh vực vô địch, nàng không có năng lực xé rách không gian sau khi nàng từ trong khe nứt không gian đi ra liền ở chỗ đó chờ đám người đồng ưng thấy bọn họ đi theo liền chậm rãi bay vào trong lĩnh vực vô địch của dương phong còn khiêu khích ngoắc ngoắc đồng ưng đồng ưng khinh thường cười hắn nhìn một chút đây là một thành trì nơi võ giả cư trú cũng không có gì đặc biệt nếu không có gì đặc biệt vậy hắn đi theo cũng chẳng sao xem thiên đạo phàm huyền hoang giới này rốt cuộc dẫn bọn họ đi đâu thất ưng cứ như vậy đi theo huyền phương tiến vào lĩnh vực vô địch của Dương Phong. Dương trưởng quỷ, bọn họ tới. Triệu Kính Chi đang chờ đợi thời khắc này, hắn nhìn thấy huyền phương mang người tới, liền lập tức kích động. Tiếp theo chính là thời khắc hắn biểu diễn. Nơi này là nơi nào? Sao cảm giác kỳ lạ, sau khi thất ưng tiến vào lĩnh vực vô địch của Dương Phong, liền cảm thấy có chỗ không giống. Bọn họ ở đây lại cảm thấy cả người không được tự nhiên dường như sau khi tiến vào nơi này sinh mệnh của mình sẽ không bị mình khống chế ngay lúc này triệu kính chi bay về phía bọn họ hoan nghênh đến với thiên thần đại lục triệu kính chi cười nói với thất ưng bạch ưng nhìn thấy một kẻ chỉ có cảnh giới võ đế liền buông lỏng cảnh giác trong lòng lập tức mở miệng nói năng không khách khí tiểu tử nơi này là định triệu kính chi nghe được hai chữ tiểu tử của bạch ưng liền cảm thấy khó chịu hơn nữa ánh mắt bảy người này nhìn hắn, khiến hắn càng khó chịu hơn. Cho nên, hắn không đợi Bạch ưng nói hết lời, liền trực tiếp thi triển định thân thuật với bảy người. Thi triển xong định thân thuật, triệu kính chi liền đắc ý vô cùng. Tuy hắn không thể tạo ra thương tổn gì cho thất ưng, nhưng có thể hung hăng tác vào mặt bọn họ. Từ khi hắn học được định thân thuật đến nay, lần thi triển này là sản khoái nhất. Đối thủ hắn thi triển, chính là bảy vị thần linh đó hừ, nói đi, sao không nói nữa? Vừa rồi các ngươi không phải rất ngông cuồng sao, bây giờ sao lại câm rồi? Không nói nữa, triệu kính chi vẻ mặt ngạo mạn nhìn thất ưng, trong mắt tràn đầy vẻ chế dẻo. Lúc này, thất ưng đều rơi vào trạng thái mơ hồ. Chuyện gì xảy ra, vì sao thân thể ta không thể động đậy, vì sao ta ngay cả nói cũng không được, tên tiểu tử này rốt cuộc đã làm gì ta, bất kể bọn họ dãy dụa thế nào, bất kể bọn họ cố gắng thế nào, cũng không thể nhúc nhích một chút. Thậm chí ngay cả miệng, mắt cũng không thể động đậy. Hừ, đừng phí sức giải dụ nữa, tất cả đều vô ích. Lúc này Tiểu Bạch xuất hiện bên cạnh Triệu Kính Chi, mở miệng nói. Hắn cũng tới xem thử, lần này vô quân Thánh Tôn sẽ phái loại người nào xuống. Hắc hắc, kẻ bị định thân thuật của lão Triệu định trụ, căn bản không thể chạy thoát. Cho dù các ngươi là người thánh giới tới, cũng như vậy. Huyền Phi cũng tới đây, hắn nhìn bảy người đồng ưng đang không ngừng giải dụa, liền mở miệng nói. Để bọn họ từ bỏ sự cố gắng vô ích này. Huyền Phương nhìn vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý của Triệu Kính Chi, rốt cuộc cũng hiểu vì sao lần trước hắn dám khiêu khích mình. Khó trách tên này lần trước lại kiêu ngạo như vậy, định thân thuật quả nhiên lợi hại. Huyền Phương còn chưa từng thấy Triệu Kính Chi thi triển định thân thuật. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy võ kỹ thần kỳ như vậy lúc này thương dương cũng xuất hiện bên cạnh triệu kính chi hắn nhìn bảy người đồng ưng mặt đỏ bừng liền biết bọn họ hiện tại đang rất khó chịu có đầy một bụng lời muốn nói thương dương tiểu triệu có thể để bọn họ nói chuyện không triệu kính chi nghĩ đúng vậy nếu cứ để bọn họ không nói được vậy thì không thú vị được không thành vấn đề triệu kính chi gật đầu bốt hắn búng tay một cái rất điệu nghệ giải trừ cấm ngôn của thất ưng hành động búng tay này hắn học được từ dương phong dù sao trên có người thích thì dưới sẽ học theo hiện tại không chỉ có đám người triệu kính chi mà ngay cả người của thiên thần đại lục và cấm đoạn đại lục cũng bắt đầu học theo cách búng tay thương dương nhìn trang phục của bảy người này liền nghĩ đến thân phận của bọn họ nhìn màu sắc trang phục của các ngươi các ngươi hẳn là thuộc hạ của vô quân thánh tôn huyết thập tam ưng đúng không thương dương mỉm cười nhìn đồng ưng nếu ta đoán không lầm ngươi chính là đồng ưng trong huyết thập tam ưng sáu người này lần lượt là hoàng ưng lục ưng thanh ưng cam ưng hắc ưng và bạch ưng tiểu bạch và huyền phi nghe thương dương nói xong cũng nhớ ra trang phục của bảy người này giống với hôi ưng này không phải nói chứ trang phục bọn họ mặc và tên gọi là hôi ưng kia ngoại trừ màu sắc khác nhau những thứ khác đều giống nhau huyền phi cẩn thận quan sát rồi nói khi thất ưng nghe thấy đối phương đang nói về hôi ưng liền biết Hiện tại Hôi Ưng nhất định đang ở trong tay bọn họ. Hôi Ưng hiện tại đang ở đâu? Đồng Ưng nghiến răng hỏi. Bọn họ hiện tại e rằng cũng giống như Hôi Ưng, sẽ cắm ở chỗ này. Tên tiểu tử kia vậy mà có bản lĩnh khiến bọn họ không thể động đậy, chuyện này thật quá khủng khiếp. Khó trách Thiên Đạo phàm huyền hoang giới không hề sợ bọn họ, thì ra còn có một người như vậy ở đây. Hơn nữa, khi hắn nhìn thấy Thương Dương, cũng vô cùng kinh ngạc vì sao ở đây lại có một người thánh vương cảnh, hắn là ai? Là người của vị thánh tôn nào, hắc hắc, bọn họ đang ở một nơi rất tốt, là một công việc rất tốt, các ngươi không cần phải lo lắng. Tiểu Bạch cười lạnh, bọn hôi ưng hiện tại đang ở minh giới, làm quỷ sai. Nghe thánh thiên nói, mấy tên kia rất vui vẻ, cho dù đuổi bọn họ đi, bọn họ cũng không chịu đi. Đến lúc đó, đợi đến khi minh giới chính thức thành lập, bọn họ sẽ là nguyên lão. Vậy còn quay hơn ở thánh giới nhiều. Ngươi là ai? Vì sao lại ở phàm huyền hoang giới, đồng ưng nhìn trầm trầm thương dương, hắn nghe nói hôi ưng không có việc gì, cũng yên tâm. Hiện tại hắn muốn biết, vị thánh vương cảnh này rốt cuộc là người phương nào. Ha ha, chuyện này các ngươi không cần biết, kỳ thật chết mà không hiểu chuyện gì, đôi khi cũng là một loại may mắn. Thương dương không muốn tiết lộ thân phận của mình. Để cho bảy người này cứ như vậy mang theo tiếc núi rời đi cũng là một chuyện thú vị đồng ưng thấy đối phương không muốn nói liền suy nghĩ nhìn bộ dạng của bọn họ hẳn là đã xuống đây không ít thời gian hơn nữa còn biết thân phận của bọn họ như vậy có thể đoán được đại khái lần trước những người xuống hạ hoang giới mà không trở về chỉ có hai người do thiên tiêu thánh tôn phái xuống nghĩ tới đây đồng ưng nhìn thương dương ngươi là người của thiên tiêu thánh tôn thương dương thấy đã bị đoán ra cũng không cần phải che giấu nữa không sai tại hạ là thương dương chỉ là một tiểu nhân vật dưới trướng thiên tiêu thánh tôn nói xong hắn nghĩ đến một du mấy tên này nhất định là quen biết một du nếu như hiện tại một du ở đây nhất định sẽ rất thú vị đáng tiếc một du không có ở đây nếu hắn nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ ôn chuyện với các ngươi đám người đồng ưng nghe thương dương nói vậy cũng đều hiểu rõ tình cảnh của mình chúng ta nhận thua muốn giết muốn tha tùy ý đồng ưng nhắm mắt lại hắn rất rõ ràng tình huống hiện tại của mình, sống chết chỉ trong một ý niệm của đối phương. Thương dương này là thánh vương, hơn nữa tu vi còn cao hơn hắn một chút. Muốn lấy mạng bọn họ, cũng chỉ là chuyện phất tay. Đã vận mệnh đã được định sẵn, vậy thì không cần phải giải dụ vô ích nữa. Lần này thương dương không nói gì, bảy người này muốn giết hay muốn giữ lại, hắn không thể làm chủ. Hừ, giết thì muốn giết, nhưng muốn giết như thế nào, còn phải chờ dương trưởng quỷ phân phó giọng nói lạnh lùng của triệu kính chi vang lên ngay khi hắn muốn dẫn bảy người xuống giọng nói của dương phong vang lên tất cả xuống đây đi giọng nói của dương phong vừa dứt mọi người liền cảm thấy hoa mắt đợi đến khi bọn họ nhìn rõ mọi vật trước mắt đã tới bên bờ thiên ba hồ dương phong nằm trên ghế dựa mấy ngón tay phải gõ nhẹ nhàng theo nhịp điệu trên tay viện huyền phương triệu kính chi thương dương tiểu bạch huyền phi lập tức đi tới hai bên trái phải của dương phong đồng ưng kịp phản ứng nhìn dương phong với vẻ khó tin trong mắt hắn dương phong không hề có chút tu vi nào chỉ là một thanh niên bình thường nhưng hắn hiện tại không dám nghĩ như vậy nữa vừa rồi chỉ một chiêu đó căn bản không phải người thường có thể làm được hơn nữa thương dương là thánh vương cảnh vậy mà lại lấy thanh niên này làm chủ trong lúc thất ưng đang quan sát dương phong dương phong cũng đánh giá bọn họ một chút sau khi xem qua tư liệu của bọn họ xác định bọn họ chính là lãnh huyết thập tam ưng dưới trướng vô quân thánh tôn. Các ngươi chính là người của vô quân thánh tôn." Dương Phong thản nhiên nói, ngữ tốc chậm rãi, giọng điệu cũng bình thản vô cùng. Đám người đồng ưng không nói gì, chỉ gật đầu. Khi Dương Phong nói chuyện, bọn họ mới cảm nhận được một loại cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Bọn họ không biết cảm giác này là gì, chỉ biết người trẻ tuổi đối diện vô cùng cường đại. Có lẽ còn mạnh hơn cả thánh tôn đại nhân. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, toàn thân bọn họ đều rùng mình, mồ hôi lạnh sau lưng ướt đẫm. Bổn trưởng quỷ từng cho hôi ưng một cơ hội, hôm nay bổn trưởng quỷ cũng cho các ngươi một cơ hội. Dương Phong nhìn bộ dạng kinh hãi của bảy người, quyết định cho bọn họ một cơ hội. Lúc này, Thánh Thiên xuất hiện bên cạnh Dương Phong. Dương trưởng quỷ, ta đến không muộn chứ, ngay khi đồng ưng xuất hiện ở phàm huyền hoang giới, Dương Phong đã thông báo cho Thánh Thiên, bảo hắn đến thánh giới đưa hôi ưng đến. Vừa đúng lúc, thả ra để bọn họ ôn chuyện. Thánh thiên đến vừa lúc, Dương Phong bảo hắn thả hôi ưng, để mấy huynh đệ trò chuyện. Thánh thiên phất tay, thả hôi ưng. Hôi ưng vừa ra, thấy Dương Phong, lập tức quỳ xuống, hôi ưng bái kiến Dương trưởng quỷ, thái độ cung kính khiến đồng ưng và đồng bọn trợn tròn mắt. Nhưng khi thấy trạng thái hiện tại của hôi ưng, bọn họ càng kinh ngạc. Ừm, đứng lên đi, Ngươi hẳn là nhận ra bọn họ. Dương Phong hất hàm về phía trước, ra hiệu cho Hôi Ưng quay đầu lại. Hôi Ưng đứng dậy, quay đầu nhìn thấy Đồng Ưng, kinh hãi. "Các ngươi, sao các ngươi lại đến đây?" Hôi Ưng không ngờ Đồng Ưng lại ở đây. "Hôi Ưng, ngươi, ngươi làm sao vậy?" Bạch Ưng nhìn Hôi Ưng kinh ngạc hỏi. Lời này của Bạch Ưng hàm chứa nhiều ý nghĩa, vì sao Hôi Ưng lại quỳ lạy người trẻ tuổi trước mặt, vì sao Hôi Ưng lại xuất hiện trong bộ dạng này? Hôi Ưng đương nhiên hiểu ý Bạch Ưng, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này. Mấy vị lão ca, không cần nói gì nữa, mau nhận lỗi với Dương trưởng quỷ. Sau đó cải tà quy chính, biết đâu các ngươi còn có thể chuyển nguy thành an. Hôi Ưng nhìn Thất Ưng, ngữ khí chân thành. Thất Ưng nghe vậy, đều kinh ngạc, Hôi Ưng đang nói nhăn cuội gì vậy, chẳng phải là bảo bọn họ đầu hàng sao? Câm miệng, Hôi Ưng to gan, dám yêu ngôn hoặc chúng, Đồng Ưng giận dữ quát. Hôi ưng dám nói năng bậy bạ trước mặt hắn. Đồng ưng đại ca, sao phải nóng giận, đều đã là tù nhân, làm vậy chẳng ít gì. Hôi ưng nhìn đồng ưng đang nổi giận, cùng sáu người còn lại đang trừng mắt nhìn mình. Hôi ưng cười khổ. Giờ còn nói mấy lời vô dụng này làm gì? Các vị huynh trưởng, nghe hôi ưng khuyên một câu, buông đao xuống, quay đầu là bờ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không cần thiết phải chống cự vô ích, sống sót mới là quan trọng, Hôi ưng lại nhảy một hồi, Dương Phong nghe mà há hốc mồm. Chết tiệt, hôi ưng có tiềm chất làm hòa thượng A, Dương Phong nhìn cái đầu tròn vo của hôi ưng, đúng là đầu của kẻ sinh ra để cạo trọc, nếu hắn chịu khó cải tạo, có lẽ có thể cho hắn cơ hội, để hắn trở thành thủy tổ của hòa thượng cũng nên. Hôi ưng vẫn chưa ngừng khuyên nhũ. Các vị ca ca, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, đó là ngu xuẩn, chúng ta đều là người thông minh, không thể phạm sai lầm như vậy. Chúng ta đều là người thường, từng bước tu luyện đến ngày hôm nay, nếu cứ chết như vậy thì thật đáng tiếc. Hôi ưng mỗi lần nói một chữ, mặt đồng ưng lại đen thêm một phần. Sau khi hôi ưng nói xong, mặt đồng ưng đen như đáy nồi. Hôi ưng, không ngờ ngươi lại trở nên xa lạ như vậy. Chẳng lẽ ngươi quên công ơn bồi dưỡng của Thánh Tôn sao? Chẳng lẽ ngươi quên sự coi trọng của Thánh Tôn sao? Chẳng lẽ ngươi lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa, bất nhân bất nghĩa, vô liêm sĩ như vậy? đồng ưng càng nói càng kích động, giọng càng lúc càng lớn. Ha 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 hôi ưng nghe xong, cười lớn. Hắn giơ ngón tay cái về phía đồng ưng. Ngươi thanh cao, ngươi giỏi giang, ngươi thích mắng ta thì cứ mắng, được, tốt lắm, ngươi thật sự rất giỏi, ngươi có biết ta đã trải qua những gì mới trở nên như thế này không? Ta nói cho ngươi biết, ta căn bản không muốn quay về thánh giới, ngươi có biết ta sống ở minh giới thế nào không? Minh giới đang thiếu người, sau khi ta gia nhập minh giới làm quỷ sai, được coi trọng ta có được tiền đồ chưa từng có, ta có cơ hội trở thành bất tử bất diệt, ngươi giỏi giang, ngươi được thánh tôn coi trọng, ngươi là thánh vương cảnh, ta không muốn quay về cái nơi rách nát đó nữa. Ta muốn ở minh giới, từng bước từng bước tu luyện đến đỉnh cao, ta muốn trở thành quỷ tiên bất tử bất diệt ta sẽ không để cho những kẻ cao cao tại thượng ở thánh giới ức hiếp nữa, ta chịu đủ rồi, ta không muốn bị ức hiếp nữa. Ta muốn làm quỷ tiên, làm quỷ tiên tu vi cường đại, làm quỷ tiên bất tử bất diệt hôi ưng gào thét về phía đồng ưng tiểu bạch kinh ngạc huyền phi kinh ngạc hồng vân kinh ngạc triệu kính chi kinh ngạc tất cả mọi người đều kinh ngạc ngay cả hoàng ưng lục ưng thanh ưng cam ưng hắc ưng bạch ưng cũng đều kinh ngạc đặc biệt là dương phong sau khi nghe xong hai mắt trợn tròn như mắt trâu mẹ kiếp dương phong không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả chỉ có thể dùng từ ngữ bình dị này để biểu thị sự chấn động trong lòng may mà dương phong đã bố trí kết giới cách âm xung quanh nếu không lời nói của hôi ưng chắc chắn sẽ gây chấn động đồng ưng nghe mà hai mắt đỏ ngầu hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống tên phản đồ hôi ưng này câm miệng hôi ưng tội của ngươi chưa đợi đồng ưng nói hết lời dương phong đã cắt ngang thật lắm lời nếu đồng ưng không biết trân trọng cơ hội này vậy thì chỉ có thể để hắn biến mất khỏi thế giới này mãi mãi dương phong liếc nhìn đồng ưng chỉ một cái liếc mắt này đã kết thúc sinh mạng của đồng ưng đồng ưng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại chỗ nhưng khi đồng ưng bắt đầu tiêu tán mạng thiên tử thạch trên người hắn bay về phía hư không dương phong thấy vậy biểu môi vẫy tay về phía mãn thiên tử thạch mãn thiên tử thạch liền tự động bay đến tay hắn dương phong xem xét một chút lập tức hiểu rõ công dụng của khối đá này phát hiện bên trong tảng đá có hình ảnh vừa rồi xảy ra viên đá mãn thiên tử này sẽ theo cái chết của đồng ưng trở về một địa điểm đặc biệt nào đó sau đó sẽ phát ra đoạn hình ảnh vừa rồi dương phong xóa đi hình ảnh trong mãn thiên tử thạch rồi buông mãn thiên tử thạch ra mãn thiên tử thạch không bị trói buộc tiếp tục bay về phía thông đạo thánh giới vốn dĩ mãn thiên tử thạch có thể phá vỡ không gian trong nháy mắt đến thông đạo thánh giới nhưng hiện tại không gian đã được gia cố cho dù là mãn thiên tử thạch do chúa tể sáng tạo ra cũng chỉ có thể bay đến thông đạo thánh giới. Bên ngoài kết giới, mọi người nhìn vào bên trong, tuy không nghe được người bên trong kết giới đang nói gì. Nhưng thấy hai bên mặt đỏ tía tai, cũng biết người bên trong đang tranh chấp kịch liệt. Cuối cùng, kẻ mặc y phục màu đồng xanh kia, hình như nói điều gì đó, chọc giận dương trưởng quỷ. Đáng đời bị dương trưởng quỷ diệt đến mức tro cốt cũng không còn. Đáng đời, dám kêu gào trước mặt dương trưởng quỷ. Đúng vậy, sống yên ổn không tốt sao dũng cảm thì có dũng cảm đấy nhưng hành vi quá ngu xuẩn mọi người thấy đồng ưng bị diệt đều bình luận hôi ưng nhìn đồng ưng tiêu tán không hề lộ ra vẻ mặt đau buồn lời hay khó khuyên kẻ đáng chết đã không biết quý trọng mạng sống thì cũng chẳng còn gì để nói sáu ưng còn lại thấy tình huống này đều kêu lên a à, chết rồi đồng ưng thánh vương cảnh cứ như vậy mà chết không chỉ thân chết ngay cả linh hồn cũng tiêu tán đây mới thực sự là cái chết hai cần gì chứ sống không tốt sao hôi ưng bất đắc dĩ lắc đầu sáu ưng còn lại thấy kết cục của đồng ưng đều nuốt nước miếng ực ừ, đồng ưng chết rồi chết theo đúng nghĩa đen cả thân thể lẫn linh hồn đều chết vị đại lão trẻ tuổi trước mặt này chỉ một ánh mắt đã khiến đồng ưng thánh vương tiêu tán bọn họ không muốn trở thành đồng ưng hóa thành những điểm sáng rồi biến mất trong không gian này bọn họ còn muốn sống tiếp đại nhân tha mạng chúng ta đầu hàng lục ưng vội vàng cầu xin tha thứ hôi ưng nói đúng người thức thời mới là tuấn kiệt đã không đánh lại vậy thì gia nhập thôi được rồi như vậy mới phải chứ dương phong rất hài lòng với thái độ của lục ưng nói ra tất cả những gì các ngươi biết đi dương phong muốn biết hiện tại thánh giới rốt cuộc đang ở trong tình huống nào có nhất thiết phải tìm được vệ thần giả trong lời tiên tri hay không vô quân thánh tôn này rốt cuộc muốn làm gì lục ưng cứ như vậy kể hết những gì mình biết dương phong cũng không nuốt lời tước đoạt thân thể của bọn chúng để lục ưng trở thành quỷ sai minh giới thánh giới ngươi nói gì đồng ưng chết rồi vô quân thánh tôn bỗng nhiên đứng bật dậy nhìn ngân ưng với vẻ mặt khó tin đồng ưng thánh vương lại chết trong hoang giới điều này có nghĩa là gì lúc này vô quân thánh tôn đã hoàn toàn không hiểu tình huống nữa một phàm huyền hoang giới nhỏ bé làm sao có thể diệt được đồng ưng thánh vương cảnh rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mãn thiên tử thạch của đồng ưng đâu vô quân thánh tôn rất nhanh nghĩ đến mãn thiên tử thạch chỉ cần xem hình ảnh bên trong là có thể biết đồng ưng chết như thế nào ngân ưng lấy ra mãn thiên tử thạch của đồng ưng từ người đưa cho vô quân thánh tôn khi vô quân thánh tôn nhìn thấy hình ảnh trống không bên trong mãn thiên tử thạch, lập tức cảm thấy như thế giới sụp đổ. Chuyện gì thế này? Tại sao bên trong mãn thiên tử thạch lại không có hình ảnh? Rốt cuộc đồng ưng đã gặp phải nguy hiểm gì ở phàm huyền hoang giới? Những kẻ khác đâu? Vô quân thánh tôn nhìn ngân ưng, hỏi về tình hình của sáu ưng khác. Bẩm thánh tôn đại nhân, hoàng ưng, lục ưng, thanh ưng, cam ưng, hách ưng, bạch ưng đều không có việc gì. Ngân ưng cung kính bẩm báo hắn cũng không hiểu tại sao sáu ưng khác không sao mà đồng ưng có tu vi cao nhất lại hồn phi phách tán lúc này vô quân thánh tôn càng không nói nên lời rốt cuộc phàm huyền hoang giới có tồn tại gì tại sao ngay cả đồng ưng thánh vương cảnh cũng có thể chết ở đó giờ phút này vô quân thánh tôn cũng không biết nên làm gì quyết định lúc trước của mình có đúng hay không vì một kế đại thánh đã chết đồng ưng trong lãnh huyết thập tam ưng đã chết còn có sáu ưng sinh tử chưa rõ tất cả những thứ này có đáng giá hay không ngay sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến vệ thần giả trong lời tiên tri không đúng lần này mình phái người xuống là để điều tra vệ thần giả trong lời tiên tri không phải vì thù riêng mà là vì muốn thánh giới giữ nguyên trạng vì muốn quán triệt chấp hành ý chỉ của chúa tể đại nhân đừng nói một đồng ưng cho dù lãnh huyết thập tam ưng chết hết cho dù mình phải trả giá bằng mạng sống cũng không tiếc ngân ưng ngươi hãy xuống phàm huyền hoang giới xem xét xem bên trong phàm huyền hoang giới này rốt cuộc ẩn giấu đại thần nào vô quân thánh tôn không tin nếu mình để ngân ưng xuống vẫn tổn thất vậy thì mình sẽ tự mình đi một chuyến xem phàm huyền hoang giới này là hang rồng hang hổ gì vâng thánh tôn ngân ưng lĩnh mệnh rời đi rất nhanh ngân ưng đã thông qua thông đạo không gian đến phàm huyền hoang giới ngân ưng đi ra khỏi thông đạo không gian toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo sợ người khác không biết hắn là thần linh đến từ thánh giới nhưng hành động này của hắn lại chọc giận kẻ đáng sợ kia hừm lại có người đến lũ người này sao cứ quấy rầy giấc ngủ của bổn tọa vậy ở sâu trong phàm huyền hoang giới kẻ không rõ lai lịch kia lúc này mở đôi mắt lờ đờ ra đôi mắt như chung đồng của hắn xuyên qua không gian vô tận nhìn thấy nâng ưng hừ đã dám quấy rầy bổn tọa bổn tọa sẽ ăn thịt ngươi kẻ không rõ lai lịch này trong mắt lóe lên vẻ hung ác chỉ thấy hắn chậm rãi mở cái miệng đầy máu kia ra cùng lúc đó phía sau ngân ưng xuất hiện một cái miệng khổng lồ đầy máu huyết bồn đại khẩu này không phải là ảo ảnh mà là thật sự tồn tại huyết bồn đại khẩu này lớn đến mức có thể nuốt chửng cả tinh vực ngân ưng trong huyết bồn đại khẩu này trông nhỏ bé như con kiến như một hạt cát nhỏ bé trong biển cả Ngân ưng cảm giác được sau lưng mình, bị một tồn tại vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm. Điều này khiến lông tơ toàn thân hắn dựng đứng, sau đó toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn lập tức quay người lại, rốt cuộc là thứ gì đang nhìn chằm chằm hắn. Kẻ nào, khi hắn nhìn thấy huyết bồn đại khẩu đang lao về phía mình, cả người sợ đến mức hồn bay phách lạc. Hắn căn bản không ngờ rằng, phía sau mình, lại lặng lẽ xuất hiện một huyết bồn đại khẩu. Hơn nữa huyết bồn đại khẩu này đang lao về phía hắn, khiến hắn trở tay không kịp nhưng dù sao ngân ưng cũng là cường giả thánh vương tố chất tâm lý cực kỳ tốt trong lúc hoảng loạn ngân ưng phản ứng rất nhanh hắn lập tức phản ứng muốn sử dụng không gian pháp tắc dịch chuyển tức thời rời khỏi nơi nguy hiểm này a à, không thể nào nhưng điều khiến hắn càng hoảng sợ hơn là đừng nói dịch chuyển không gian ngay cả cử động một ngón tay hắn cũng không làm được mà đúng lúc này huyết bồn đại khẩu khổng lồ này đã nuốt chửng ngân ưng cùng một số ngôi sao xung quanh hắn. Ừm, vị cũng được, nhưng không đủ nhét kẻ răng. Kẻ đáng sợ không rõ lai lịch này thè lưỡi ra, liếm môi. Vừa mới nuốt chửng hàng vạn ngôi sao, vẫn chưa no bụng. Lúc này nó cảm thấy cổ họng hơi ngứa, bèn hắt hơi một cái. Mãn thiên tử thạch trên người ngân ưng, bị phun ra từ miệng của kẻ đáng sợ này. Hướng mà mãn thiên tử thạch bay ra, chính là thông đạo không gian dẫn đến thánh giới kẻ đáng sợ này chỉ nhìn mãn thiên tử thạch bay về phía thông đạo không hề ngăn cản nhìn mãn thiên tử thạch biến mất trong thông đạo sau đó mới lẩm bẩm mong rằng sau này bọn chúng đừng đến quấy rầy bổn tọa nữa nếu không đến một tên bổn tọa sẽ ăn một tên đến cả đám bổn tọa sẽ nuốt cả đám nói xong lại nằm xuống nhắm mắt tiếp tục ngủ ơ ờ, rõ ràng có người từ thánh giới xuống sao không thấy đâu lúc này huyền phương xuất hiện nàng nhìn xung quanh nơi này không có gì bất thường xảy ra nhưng một số ngôi sao xung quanh lại biến mất tuy rằng trên những ngôi sao này không có sinh linh nhưng hàng vạn ngôi sao biến mất vẫn rất đáng sợ thật kỳ lạ dù nhìn thế nào huyền phương cũng không phát hiện ra nơi này có gì thay đổi vừa rồi ở thiên ba hồ nàng cảm nhận được nơi này có gì đó khác thường liền đến xem xét nhưng khi nàng đến nơi mọi chuyện đã kết thúc huyền phương đến muộn một bước không phát hiện ra điều gì bất thường huyền phương gãi đầu rồi rời đi thánh giới rầm tốt lắm rất tốt vô quân thánh tôn nhìn hình ảnh trong mãn thiên tử thạch tức giận đến run người bổn tọa mặc kệ chủ nhân của cái miệng to kia là ai dám nuốt người của bổn tọa bổn tọa nhất định phải đánh rụng từng cái răng của ngươi vô quân thánh tôn quyết định tự mình xuống phàm huyền hoang giới một chuyến nhưng hắn muốn xuống hoang giới nhất định phải được chúa tể đồng ý bởi vì hắn không dám tự ý xuống nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc chúa tể đại nhân vô quân có việc bẩm báo vô quân thánh tôn nhanh chóng đến trước mặt nguyên thánh chúa tể có phải đã điều tra được tin tức gì rồi không nguyên thánh chúa tể từ lúc vô quân thánh tôn xuất hiện đến lúc hắn mở miệng vẫn luôn nhắm mắt sau khi vô quân thánh tôn lấy đi mãn thiên tử mẫu thạch hắn đã chờ đợi vô quân đến nhưng hắn đã thất vọng hắn không đợi được tin tức về vệ thần giả trong lời tiên tri bẩm chúa tể đại nhân hai nhóm người thuộc hạ phái xuống kẻ chết kẻ mất tích không điều tra được tin tức gì vô quân thánh tôn quỳ trên mặt đất khom lưng cúi đầu thật sâu hắn tỏ vẻ cung kính sợ hãi không dám nhìn nguyên thánh chúa tể đang nhắm mắt trước mặt ai làm nguyên thánh chúa tể thản nhiên hỏi mãn thiên tử thạch có thể nhìn thấy tình huống lúc đó hắn muốn biết trong hoang giới ai có năng lực làm việc này. Thực ra trong lòng Nguyên Thánh Chúa Tể sau khi nghe vô quân nói, cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Trong lòng hắn cũng giật mình. Chẳng lẽ là phệ thần giả kia làm, hắn cũng rất muốn biết sự thật. Vô quân xấu hổ lắc đầu, thuộc hạ không biết, sau đó, hắn kể lại những chuyện đã xảy ra hai lần này, không sót một chữ. Sau khi Nguyên Thánh Chúa Tể xem qua hình ảnh trong mảng thiên tử thạch, hắn mới yên tâm. Hắn không cho rằng huyết bồn đại khẩu nuốt chữ ngân ưng kia là phệ thần giả trong lời tiên tri. Chỉ cần không phải phệ thần giả, vậy thì là chuyện tốt. Ngươi xuống điều tra đi, cuối cùng, nguyên thánh chúa tể đồng ý với vô quân thánh tôn, để hắn xuống điều tra rõ ràng. Chuyện này, thánh vương xuống dưới chẳng khác nào đi chịu chết. Chỉ có thánh tôn xuống mới có cơ hội điều tra rõ ràng. Cho dù không liên quan gì đến phệ thần giả trong lời tiên tri, nhưng có một tồn tại đáng sợ như vậy ở hoang giới cũng không phải là chuyện tốt. Nếu cho kẻ đáng sợ này đủ thời gian tu luyện, có lẽ đến lúc đó sẽ trở thành một mối họa cho thánh giới. Vâng, Chúa Tể Đại Nhân. Vô quân thánh tôn vội vàng dập đầu tạ ơn. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, sẽ không dùng bản thể đến phàm huyền hoang giới. Hắn có tổng cộng ba phân thân, mỗi phân thân đều có thực lực thánh tôn. Tuy không mạnh bằng bản thể, nhưng cũng không thể xem thường đến lúc đó để một phân thân đến phàm huyền hoang giới là được. Tuy phân thân này rất quan trọng đối với hắn, mỗi lần mất đi một phân thân thực lực của hắn sẽ bị tổn thất. Nhưng dù sao cũng an toàn hơn so với việc bản thể xuống dưới. Tuy hắn không cho rằng bản thể của huyết bồn đại khẩu ở phàm huyền hoang giới kia sẽ uy hiếp được mình. Nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ai cũng sống lâu như vậy rồi, tuyệt đối sẽ không để lật thuyền trong mương. Trên không trung cấm kỵ chi dương ha ha đến rồi mọi người nhìn xem đây chính là thiên thần đại lục tần hùng chỉ vào đường bờ biển màu vàng phía dưới cười lớn nói với mọi người thiên kiếm sơn trang người của thiên kiếm sơn trang nghe tần hùng nói xong lập tức đều phấn chấn mọi người thoát khỏi trạng thái tu luyện đi đến cửa sổ nhìn xuống phía dưới chỉ thấy phía xa xuất hiện một đường bờ biển màu vàng dài dằng dặc đây chính là tuyệt vọng sa mạc của thiên thần đại lục sao Thiên Nguyệt Đại Lục của bọn họ sau này sẽ có một tòa thành trì thuộc về người Thiên Nguyệt Đại Lục ở tuyệt vọng sa mạc này. Đi qua Thiên Nguyệt Đại Lục, chính là Thiên Tần Thánh Đình. Chỉ cần đến Thiên Tần Thánh Đình, bọn họ có thể đi đến cửa hàng duyên đến duyên đi thần kỳ kia. Một du nói với Diệp Vĩnh Ninh bên cạnh, nếu đã đến Thiên Thần Đại Lục, vậy ta đi trước một bước. Nói xong, liền biến mất ngay tại chỗ. Bên hồ Thiên Ba Dương Phong nằm trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, một du trở về cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên người Dương Phong. Nhỏ giọng nói, Dương trưởng quỷ, một du đến đây phục mệnh. Dương Phong thấy một du trở về, liền biết người của Thiên Kiếm Sơn Trang đã đến. Ngươi đã trở lại rồi, người của Thiên Kiếm Sơn Trang đã đến rồi sao, Dương Phong mở mắt, nhìn một du. Một du trở về, chắc hẳn người của Thiên Kiếm Sơn Trang cũng đã đến Thiên Thần Đại Lục rồi. Bằng không, một du cũng sẽ không trở về phục mệnh với ta. Bẩm dương trưởng quỷ, bọn họ hiện tại đã ở sa mạc tuyệt vọng. Một du cung kính trả lời. Chắc hẳn những người của Thiên Kiếm Sơn Trang hôm nay không tới được. Hôm nay bọn họ phải ở lại kinh đô của Thiên Tần Thánh Đình một đêm, dù sao cũng phải ký kết một vài hiệp nghị. Đợi ngày mai mới có thể tới Thiên Phong Thành. Dương Phong gật đầu, ừm, vất vả rồi. Sau khi nói với một du một tiếng vất vả, dương phong tiếp tục nhắm mắt lại nếu người đã đến thiên thần đại lục như vậy liền không có vấn đề gì ta cứ làm việc của ta hiện tại cứ chờ người của thánh giới đến một du trở về chỗ ở của mình thương dương liền đi tới đáng tiếc nếu như ngươi có thể sớm trở về hai ngày sẽ có trò hay để xem thương dương thấy ánh mắt nghi hoặc của một du liền đem chuyện đám người ngân ưng tới nói cho một du nghe một du nghe xong thì ra là người quen cũ của mình tới hai mắt hắn đảo một vòng, cười gian nói, hắc hắc, vậy ta đi minh giới xem bọn họ một chút, dù sao cũng từng cộng sự. Cùng lúc đó, trong thông đạo giữa phàm huyền hoang giới và thánh giới lại có một bóng người xuất hiện. Bóng người từ trong thông đạo không gian đi ra, nhìn xung quanh. Nơi này chính là phàm huyền hoang giới, người đi ra nhíu mày, nơi này rất bình thường, hoặc nhìn không có gì khác biệt. Cảm giác cũng không có gì khác biệt, vì sao ngân ưng bọn họ lại tổn thất ở chỗ này? người tới chính là vô quân thánh tôn nhưng mà người tới chỉ là một phân thân của vô quân thánh tôn không phải bản thể của hắn phân thân vô quân thánh tôn không giống như đám người ngân ưng vừa xuất hiện đã khí thế bức người cho nên đại khủng bố tồn tại ở sâu trong phàm huyền hoang giới cũng không phát hiện ra vô quân thánh tôn vẫn đang ngủ say ở đó không biết đây là bản tính của vô quân thánh tôn hay là phân thân này có ý nghĩ của riêng mình thần hồn của phân thân vô quân thánh tôn tản ra bốn phía cảm nhận sinh linh của toàn bộ phàm huyền hoang giới. Khi hắn cảm nhận được sự tồn tại của đại khủng bố ở sâu trong phàm huyền hoang giới, cả người đều ngây ra tại chỗ. Loại khí tức này khiến hắn kinh hãi. Phân thân vô quân thánh tôn thu thần hồn về, trong quá trình này, đại khủng bố kia vẫn luôn ngủ say, không hề tỉnh lại. Hồ phân thân vô quân thánh tôn thở vào nhẹ nhõm, rốt cuộc đây là tồn tại gì, cho dù bản tôn đối đầu với nó, e rằng cũng không có phần thắng phân thân vô quân thánh tôn vừa thở phào nhẹ nhõm vừa tiếp tục cảm nhận từ một hướng khác quả nhiên hai mắt hắn nhìn về một hướng phương hướng này chính là nơi huy hoàng thế giới tọa lạc phân thân vô quân thánh tôn cảm nhận được khí tức của đám người hôi ưng ở đó chắc hẳn đám người hôi ưng đã từng xuất hiện ở phương hướng đó phân thân vô quân thánh tôn có mục tiêu muốn thi triển không gian pháp tắc trong nháy mắt đi đến nơi mình muốn nhưng hắn lại ngây người chuyện gì xảy ra vì sao không gian pháp tắc ở phàm huyền hoang giới lại không có tác dụng phân thân vô quân thánh tôn trường lớn hai mắt hắn thật sự khó mà tin được mình vậy mà ở trong một hoang giới lại không thể thi triển không gian pháp tắc phân thân vô quân thánh tôn không tin tà thử rất nhiều phương pháp nhưng đều không thể làm gì không gian này ngay cả việc tạo ra một vết nước nhỏ trên không gian cũng không được điều này khiến vô quân thánh tôn bắt đầu hoài nghi nhân sinh trong khoảng thời gian phàm huyền hoang giới bị chúa tể phong ấn thông đạo không gian đi đến thánh giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao không gian này lại kiên cố như vậy, đại khủng bố kia rốt cuộc là tồn tại gì, vì sao hắn lại xuất hiện ở phàm huyền hoang giới, hắn đến từ đâu, một loạt vấn đề xuất hiện trong đầu phân thân vô quân thánh tôn. Đúng lúc này, huyền phương từ minh giới đi ra. Nàng lập tức vội vàng đi đến bên cạnh Dương Phong. Dương trưởng quỷ, Dương trưởng quỷ. Dương Phong mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của huyền phương, liền biết chắc chắn lại có chuyện gì đó xảy ra. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Dương Phong đặt hai tay ra sau đầu, vẻ mặt thông dong nhìn Huyền Phương. Có ta ở đây, ngươi cứ bình tĩnh, không cần phải lo lắng như vậy. Dương trưởng quỷ, lại có một người từ thánh giới xuống, hình như người này là thánh tôn của thánh giới. Huyền Phương cảm nhận được sự cường đại của người nọ, có chút không bình tĩnh. So sánh với khí tức trên người đồng ưng, khí tức trên người hắn mạnh hơn đồng ưng vô số lần. Theo suy đoán của nàng, người này chắc chắn là thánh tôn. Lời Huyền Phương vừa dứt, âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống vang lên. Hệ thống phát bố nhiệm vụ chi nhánh, giữ phân thân vô quân thánh tôn lại, thưởng thời gian ổn định, phân thân x1, vật phẩm cửa hàng x3. Thời hạn nhiệm vụ, không. Trừng phạt khi thất bại, xóa sạch tu vi, Dương Phong vừa nghe thấy hệ thống thông báo, tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. Ha ha, không ngờ lại là vô quân, hắc hắc ngươi cuối cùng cũng đã đến nếu đã xuống đây rồi thì đừng quay về nữa cứ ở lại phàm huyền hoang giới mãi mãi đi tuy chỉ là một phân thân nhưng có thể để ta trút giận cũng tốt chỉ cần đưa hắn đến đây mặc kệ hắn là thánh tôn hay chúa tể sống hay chết đều do ta quyết định dương phong nhìn vẻ mặt lo lắng của huyền phương an ủi không sao ngươi đưa hắn đến đây yên tâm có ta ở đây hắn không làm gì được ngươi đâu dương phong lo lắng huyền phương sợ vô quân thánh tôn không dám đưa hắn tới vì vậy mới lên tiếng an ủi huyền phương nghe dương phong nói vậy lập tức thu hồi vẻ sợ hãi trong lòng nếu dương trưởng quỷ đã nói bảo vệ nàng vậy thì chắc chắn nàng sẽ không có chuyện gì nàng vỗ vỗ ngực tỏ vẻ mình sẽ lo liệu bây giờ nàng sẽ đi đưa vô quân thánh tôn tới đây trong không gian phàm huyền hoang giới Phân thân vô quân thánh tôn nhìn tiểu cô nương năm sáu tuổi ngẩn cao đầu trước mặt mình, liền biết thân phận của đối phương. Ngươi chính là thiên đạo của phàm huyền hoang giới, huyền phương ra vẻ kiêu ngạo, nàng không thể làm mất mặt thiên đạo. Hơn nữa còn có dương trưởng quỷ làm chỗ dựa, nàng không có lý do gì phải sợ hãi cái gọi là thánh tôn này. Không sai, ta chính là thiên đạo của phàm huyền hoang giới, ta cũng biết mục đích lần này ngươi xuống đây là gì. Huyền phương không muốn khách sáo, cũng không muốn nói nhảm, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Vừa nói, nàng vừa xé rách không gian trước mặt, chậm rãi bước vào, sau đó quay đầu lại nói tiếp, nếu như ngươi muốn biết tất cả, hãy đi theo ta đến một nơi, không biết ngươi có dám đến hay không? Nói xong, Huyền Phương còn là một cái nháy mắt khiêu khích. Sợ Vô Quân Thánh Tôn không dám đi theo nàng. Hừ, bản Thánh Tôn có gì không dám, nếu đối phương đã nói như vậy, hắn còn lý do gì để không đi? Hắn muốn xem thử rốt cuộc là ai đã làm ra tất cả những chuyện này. Còn về việc có phải phệ thần giả trong lời tiên tri đứng sau tất cả hay không, chỉ có đến nơi mới biết được. Nếu như hắn có thể bắt được phệ thần giả, vậy thì nghĩ đến đây, trong mắt phân thân vô quân thánh tôn lóe lên một tia khác thường. Lúc này, phân thân vô quân thánh tôn đã sinh ra một tia ý thức độc lập. Mà chính là tia ý thức độc lập này, về sau sẽ gây ra một trận tinh phong huyết vũ ở thánh giới tân thân vô quân thánh tôn cứ như vậy đi theo huyền phương vào trong khe nứt không gian ở đầu bên kia của khe nứt không gian chính là bầu trời thiên phong thành chỉ cần tiến thêm một bước là đến không gian lĩnh vực vô địch của dương phong đây chính là nơi lũ sâu kiến sinh sống sao vô quân thánh tôn nhìn thành trì phía dưới lại nhìn những con người và ma thú mà trong mắt hắn chẳng khác gì lũ kiến hôi Phé miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười khinh miệt lúc này giọng nói của huyền phương vang lên này, ngươi không phải sợ rồi chứ, phân thân vô quân thánh tôn cười lạnh. Hừ, bản thánh tôn mà sợ sao? Để bản thánh tôn xem thử ngươi muốn dở trò gì. Nói xong, phân thân vô quân thánh tôn bước vào không gian lĩnh vực vô địch của Dương Phong. Dương Phong cũng cảm nhận được sự xuất hiện của vô quân thánh tôn. Trên mặt hắn dường như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại là một cảnh tượng khác. Trong lòng Dương Phong, có một tiểu nhân đang vung vẩy quần lót, lắc lư mông, hoang hô ha ha đây không phải là vô quân thánh tôn sao sao đường đường là vô quân thánh tôn đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng thánh tôn lại hạ mình đến cái hoang giới nhỏ bé này chứ ngay khi phân thân vô quân thánh tôn bước vào lĩnh vực vô địch một giọng nói vang lên ngay sau đó trước mặt phân thân vô quân thánh tôn xuất hiện hai người hai người này chính là thương dương và một du phân thân vô quân thánh tôn nhìn thương dương và một du lông mày nhíu lại hình như ta đã gặp các ngươi ở đâu rồi tuy chỉ là phân thân nhưng hắn vẫn có ký ức của vô quân thánh tôn cho nên khi nhìn thấy hai người hắn có cảm giác đã gặp ở đâu đó thì ra là các ngươi ngay sau đó phân thân vô quân thánh tôn nhớ ra hai người này là ai không phải là hai tên thuộc hạ của thiên tiêu lần trước ở thông đạo đi đến thánh nguyên hoang giới sao sao bọn họ lại ở đây không phải bọn họ đã đến thánh nguyên hoang giới rồi sao chẳng lẽ Thương Dương và Mộc Du thấy vẻ mặt này của vô quân Thánh Tôn, liền biết vô quân đã nhận ra bọn họ. Ha ha, xem ra Thánh Tôn Đại Nhân đã nhớ ra chúng ta là ai rồi. Mộc Du nhìn phân thân vô quân Thánh Tôn, cười lớn. Cho dù ngươi là vô quân Thánh Tôn hô mưa gọi gió ở Thánh Giới, quyền thế ngập trời, phong quan vô hạn thì đã sao, đến phàm huyền hoang giới rồi, ngươi cứ chờ Dương Trưởng Quỷ xử lý ngươi đi. Những chuyện ngươi làm gần đây đã chọc giận Dương Trưởng Quỷ rồi đấy, ngươi cứ chờ chết đi. Vô quân Thánh Tôn không nhìn ra vẻ hả hê trong mắt Thương Dương và Mộc Du. Hắn căn bản không nghĩ đến việc mình sẽ gặp chuyện gì. Thánh Nguyên Hoang Giới có thể đến Phàm Huyền Hoang Giới sao? Phân thân vô quân Thánh Tôn hỏi ra nghi vấn của mình. Ngay khi Thương Dương định trả lời câu hỏi này, giọng nói của Thánh Thiên vang lên. Để ta xem thử Thánh Tôn của Thánh Giới trông như thế nào. Dứt lời, Thánh Thiên xuất hiện trước mặt phân thân vô quân Thánh Tôn, đánh giá từ trên xuống dưới. Phân thân vô quân thánh tôn thấy lại là một thiên đạo, đầu tiên là sững sờ. Nhưng ngay sau đó liền hoàng hồn, nhìn thánh thiên nói, ngươi là thiên đạo của thánh nguyên hoang giới, nếu thánh nguyên hoang giới và phàm huyền hoang giới thông nhau, vậy thì thiên đạo này chắc chắn là của thánh nguyên hoang giới. Hắn không ngờ, không chỉ hai hoang giới này thông nhau, mà thiên đạo của thánh nguyên hoang giới còn có thể đến phàm huyền hoang giới. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc hắc hắc, không sai. Thánh thiên không phủ nhận, chuyện này cũng không có gì phải phủ nhận. Phân thân vô quân thánh tôn gật đầu, bây giờ hắn đã hiểu ra một số chuyện. Ồ, thì ra là vậy, chuyện thánh nguyên hoang giới và Phạm huyền hoang giới thông nhau, thiên tiêu chắc chắn biết. Thiên tiêu không báo cáo chuyện này cho chúa tể, vậy thì chắc chắn có bí mật không thể tiết lộ. Bí mật này là gì? Có liên quan gì? Phân thân vô quân thánh tôn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liên hệ với vệ thần giả trong lời tiên tri rất có thể vệ thần giả đang trốn ở đây phân thân vô quân thánh tôn càng nghĩ càng kích động chỉ cần tìm được vệ thần giả vậy thì hắn nhưng những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu phân thân vô quân thánh tôn nhanh chóng đè nén xuống phân thân vô quân thánh tôn nhìn bốn người trước mặt bọn họ không hề có chút sợ hãi nào đối với hắn điều này khiến hắn rất khó chịu hắn đường đường là thánh tôn tuy chỉ là phân thân nhưng cũng là thần linh cảnh giới thánh tôn chân chính. Các ngươi đã không sợ ta, chắc hẳn sau lưng có người chống lưng, bảo người sau lưng các ngươi ra đây đi, để bản thánh tôn xem hắn là hạng người gì. Phân thân vô quân thánh tôn chấp tay sau lưng, chờ người sau lưng bọn họ xuất hiện. Đám người thương dương nghe xong lời này, nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. Vô quân thánh tôn, ngươi còn chưa có tư cách để dương trưởng quỷ tới gặp ngươi, thức thời thì theo chúng ta xuống dưới, đi bái kiến dương trưởng quỷ. Mộc Du nhìn gương mặt đáng ghét của vô quân Thánh Tôn, khinh bỉ nói. Chỉ là một Thánh Tôn nho nhỏ như ngươi, lại dám nói ra lời cuồng ngu như thế, thật sự là kẻ vô tri, bái kiến. Còn xưng là trưởng quỷ, phân thân vô quân Thánh Tôn nghe được lời Mộc Du, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng hiểu rõ trưởng quỷ là gì, dù sao bản thể vô quân Thánh Tôn cũng là từng bước tu luyện mà lên. Cho nên hắn cũng hiểu rõ trưởng quỷ là chức nghiệp gì hắn càng nghe càng cảm thấy buồn cười cuối cùng nhịn không được phá lên cười ha ha ngươi bảo bổn thánh tôn đi bái kiến một con kiến hôi ha ha đây là chuyện nực cười nhất mà hắn nghe được từ khi sinh ra đến giờ lại bảo hắn đi bái kiến một tên thương nhân ti tiện ha 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 phân thân vô quân thánh tôn cười đến mức suýt nữa cuối gặp người vừa lúc đó một giọng nói đột nhiên vang lên sao vậy bản trưởng quỷ còn không đáng để một thánh tôn nho nhỏ như ngươi bái kiến sao phân thân vô quân thánh tôn nghe được giọng nói của dương phong đột nhiên ngừng tiếng cười giọng nói này trực tiếp vang lên trong đầu hắn điều này có chút đáng sợ có thể lặng lẽ truyền âm vào đầu mình tu vi của đối phương ít nhất cũng ngang bằng hắn mà nghe ngữ khí của đối phương thật sự không coi hắn ra gì chẳng lẽ nơi này đã bị thánh tôn khác chiếm lĩnh hay là nói cũng có thánh tôn khác có mục đích giống hắn xuống đây đi Đứng cao như vậy, rất dễ ngã đấy." Giọng nói của Dương Phong lại vang lên lần nữa, nhưng sau khi giọng nói này biến mất. Trước mắt mọi người tối sầm, biến mất tại chỗ, ngay sau đó, bọn họ xuất hiện trước mặt Dương Phong. Lúc này, Dương Phong đang nằm trên ghế dài, đeo kính râm, hai tay gối sau đầu. Vẻ mặt cười như không cười nhìn Phân thân Vô Quân Thánh Tôn. Phân thân Vô Quân Thánh Tôn lúc này, cả người choáng váng. Sao có thể hoang giới sao có thể có người như vậy, đối phương có năng lực gì thế này, lại có thể khiến hắn không chút phản kháng nào mà đáp xuống đất. Thật quá khủng bố. Nhân vật, phân thân vô quân Thánh Tôn, đã thức tỉnh ý thức độc lập, chủng tộc, nhân tộc, cảnh giới, Thánh Tôn ngũ giai, thế lực, nguyên thánh chủ tể, quan hệ, kẻ địch, khí vận, long đông, mệnh cách, đen, tiếng lòng, nắm giữ vệ thần giả, thống nhất thánh giới sau khi dương phong xem xong thuộc tính của phân thân vô quân thánh tôn kính trâm trên mặt suýt chút nữa rơi xuống chật chật hóa ra tên này là kẻ hai lòng lại muốn khống chế vệ thần giả thống nhất thánh giới dương phong cất kính trâm cẩn thận quan sát phân thân vô quân thánh tôn một lượt lúc này phân thân vô quân thánh tôn vẫn còn đang chìm trong khiếp sợ không hề phát hiện dương phong đang đánh giá hắn một phân thân nho nhỏ như ngươi lại muốn nắm giữ vệ thần giả tương lai khống chế toàn bộ thánh giới, ngươi thật sự có giả tâm đấy. dương phong nói xong, giơ ngón tay cái với phân thân vô quân thánh tôn. tên này sau khi thức tỉnh ý thức độc lập, lại có giả tâm lớn như vậy, đây là điều dương phong không ngờ tới. ngươi, phân thân vô quân thánh tôn có chút kinh hải nhìn dương phong. tên tiểu tử này làm sao biết được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn? tên tiểu tử này, rốt cuộc là ai? chẳng lẽ hắn chính là vệ thần giả trong lời tiên tri? nhưng rất đáng tiếc, ngươi đã gặp bản trưởng quỷ, hơn nữa còn nhiều lần phái người quấy rầy ta. Mặc dù những chuyện này đều là do bản thể ngươi làm, nhưng ngươi là phân thân, vậy thì thay bản thể ngươi chịu phạt đi. Dương Phong không muốn cho phân thân vô quân thánh tôn này một con đường sống. Kẻ đã gây ra nhiều phiền phức cho hắn như vậy, hắn làm sao có thể tha cho hắn. Không chỉ là phân thân, cho dù sau này bản thể vô quân thánh tôn có đến, hắn cũng sẽ giết không tha. Dương Phong sẽ không quan tâm việc giết một thánh tôn hay chủ tể có ảnh hưởng gì đến thánh giới hay không. Chỉ cần ngươi chọc giận hắn, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng để chết. Cho dù ngươi là thiên đạo của thánh giới, cho dù diệt ngươi sẽ khiến toàn bộ thánh giới rơi vào cảnh lầm than, hắn cũng sẽ diệt không tha. Phân thân Dương trưởng quỷ, tên này chỉ là một phân thân sao, đám người thương dương nhìn phân thân vô quân thánh tôn, đều trợn tròn mắt. Không ngờ, vô quân thánh tôn trước mặt bọn họ lại chỉ là một phân thân. Không sai, còn là một phân thân đã thức tỉnh ý thức độc lập. Dương Phong cười như không cười nói. Phân thân vô quân thánh tôn nhìn chầm chầm Dương Phong, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, hắn không ngờ rằng, chuyến đi đến phàm huyền hoang giới lần này, lại gặp phải nhân vật như vậy. Hắn không nhìn ra cảnh giới của đối phương, càng không cảm nhận được khí tức của đối phương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thấy đối phương đang đứng trước mặt mình, hắn tuyệt đối sẽ không tin rằng trên đời này còn có người như vậy tồn tại cảm giác này khiến hắn hoảng sợ ngay cả khi bản thể hắn đối mặt với chủ tể cũng chưa từng có cảm giác này vậy mà ở hoang giới hắn lại gặp phải nhân vật như vậy sao có thể không khiến hắn hoảng loạn ta là ai không quan trọng quan trọng là cái mạng nhỏ của ngươi bản trưởng quỷ muốn lấy dương phong thản nhiên nói lúc này huyền phương chạy đến bên cạnh dương phong nói với Dương Phong, Dương trưởng quỷ, có thể để lại linh lực và thân xác trong cơ thể hắn cho ta được không? Một số nơi ở phàm huyền hoang giới tài nguyên tu luyện đã cạn kiệt, nếu có linh lực tinh thuần này, cùng với máu, thịt trên người hắn, sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại những tài nguyên tu luyện đó. Dương Phong nghe xong, trước tiên hỏi ý kiến hệ thống, xem việc giữ lại thân xác có ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ hay không. Sau khi nhận được câu trả lời của hệ thống, Dương Phong gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề hắn cũng không hỏi, giữ lại những thứ này, làm thế nào để biến chúng thành tài nguyên tu luyện. Dù sao huyền phương là thiên đạo, tự nhiên có phương pháp riêng của mình. Lúc này, phân thân vô quân thánh tôn lại cười ha hả. Ha 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 ha, chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé như ngươi, cũng dám nói lời cùng vọng. Phân thân vô quân thánh tôn lúc này mới thật sự bộc lộ khí thế của thánh tôn. Một vài con kiến hôi nhỏ bé, lại dám uy hiếp hắn. Bất kể sau lưng những con kiến này là ai, cho dù là một vị chủ tể nào đó, hắn cũng sẽ giết không tha. Nhục mạ thánh tôn, ắt phải chết. Các ngươi đều phải chết, nói xong, hắn liền im bạch. Hắn kinh hoàng phát hiện ra mình không thể cử động được. Đừng nói là không thể động đậy, ngay cả linh lực trong cơ thể, ngay cả lực lượng pháp tắc, hắn cũng không thể điều khiển được. Dương Phong thấy phân thân vô quân thánh tôn đứng đờ ra đó, Mồ hôi lạnh trên mặt túa ra như tắm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.